Bạn có bao giờ tự hỏi chúng ta đang ở đâu trong vũ trụ này? Trái đất, hành tinh nhỏ bé nơi chúng ta sinh sống, nằm trong hệ mặt trời, một hệ hành tinh giữa hàng trăm tỷ hệ khác trong ngân hà. Thiên hà ngân hà của chúng ta, theo ước tính chứa từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao. Nếu mỗi ngôi sao có ít nhất một hành tinh quay quanh, đó có nghĩa là có đến hàng trăm tỷ thế giới chỉ riêng trong thiên hà này. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Với quy mô rộng hơn, vũ trụ mà chúng ta biết đến chứa khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Mỗi thiên hà lại chứa hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ ngôi sao. Số lượng các ngôi sao trong vũ trụ thậm chí còn nhiều hơn số hạt cát trên tất cả các bãi biển của trái đất. Hãy thử hình dung, nếu mỗi ngôi sao là một cơ hội để sự sống nảy mầm, thì số lượng các hành tinh tiềm năng có thể chứa sự sống là bao nhiêu? Một con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây, mặc dù sống trong một vũ trụ rộng lớn như vậy, chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ các nền văn minh khác. Không một dấu hiệu, không một lời chào từ những ngôi sao xa xôi. Tình huống kỳ lạ này chính là nghịch lý Fermi, một câu hỏi khiến các nhà khoa học trăn trở. Mọi người ở đâu? Tại sao, trong một vũ trụ rộng lớn và đầy tiềm năng như vậy, chúng ta lại không tìm thấy bất kỳ sự sống nào khác? Tuy nhiên, khi lùi lại và ngắm nhìn bức tranh tổng thể, điều thực sự đáng suy ngẫm là chúng ta đang sống giữa một khoảng không, không thể tưởng tượng nổi. Một chấm nhỏ bé trong biển vũ trụ mênh mông, nhưng cũng là nơi tập trung toàn bộ hy vọng, trí tưởng tượng và câu hỏi lớn lao của nhân loại. Tôi là Keaton và bạn đang xem tại Keaton Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá sự kỳ diệu và bí ẩn của vũ trụ bao la này. Hãy cảm nhận sự vĩ đại của khoảng không vô tận, nơi vị trí của chúng ta sẽ giải mã câu hỏi vĩ đại của nhân loại. Giữa khoảng không vô tận này, tại sao chúng ta lại cô độc? Phải chăng vì những rào cản vô hình của không gian và thời gian? Hay sự thật chỉ có mỗi chúng ta cô độc trong vũ trụ này? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn này. Các nhà khoa học mới đây đã khám phá ra một bí ẩn đáng kinh ngạc về vũ trụ. Chúng ta đang sống gần trung tâm của một khoảng không vũ trụ khổng lồ mang tên KBC Void, hay còn gọi là Local Hole. Khoảng không KBC Void được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013 bởi ba nhà nghiên cứu Keenan, Barger và Lennox Coey, dựa trên các quan sát về mật độ thiên hà và sự dịch chuyển độ trong vùng không gian xung quanh ngân hà. Khoảng không này trải dài khoảng 2 tỷ năm ánh sáng, một không gian rộng lớn và gần như trống rỗng, thách thức nhiều ý tưởng quen thuộc về vũ trụ học. Tại sao nó tồn tại và nó có thể tiết lộ điều gì về những bí ẩn lâu đời của vũ trụ? Khám phá KBC Void không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ mà còn mở ra cánh cửa giải đáp hai câu hỏi lớn. Căng thẳng Hubble, sự khác biệt khó lý giải trong cách vũ trụ giãn nở, và nghịch lý Fermi, tại sao chúng ta chưa tìm thấy dấu vết của các nền văn minh khác? Phát hiện khoảng không KBC Void này đến từ những nghiên cứu dịch chuyển độ của các thiên hà, một phương pháp đồ sự dịch chuyển ánh sáng do sự giãn nở của vũ trụ. Các nhà khoa học Ryan Keenan, Amy Barger và Lennox Coey đã sử dụng dữ liệu từ những khảo sát này để tạo nên bản đồ ba chiều về sự phân bố các thiên hà. Qua đó, họ nhận thấy một vùng không gian hình cầu khổng lồ, rộng khoảng 2 tỷ năm ánh sáng, thiếu hụt đáng kể của các thiên hà so với khu vực xung quanh. Khoảng trống này lớn hơn gấp 7 lần so với các khoảng không vũ trụ thông thường, khiến nó trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất từng được phát hiện. Ban đầu, ý tưởng về KBC Void bị hoài nghi vì nó đặt ra hai vấn đề lớn với mô hình vũ trụ học chuẩn. Thứ nhất là nguyên lý vũ trụ học, vốn cho rằng vật chất trong vũ trụ được phân bổ đồng đều. Tuy nhiên, sự tồn tại của KBC Void lại chỉ ra sự mất cân đối nghiêm trọng. Thứ hai là từ các mô phỏng vũ trụ như MXXL cho thấy không thể hình thành một khoảng trống lớn và sâu như vậy nếu chỉ dựa vào lực hấp dẫn trong mô hình Lambda CDM, một mô hình phổ biến giải thích sự tiến hóa của vũ trụ. Mặc dù thoạt đầu là một thách thức, nhưng khoảng không KBC có thể chính là chìa khóa giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất, căng thẳng Hubble. Đây là hiện tượng mà tốc độ giãn nở của vũ trụ được đo lường bằng các phương pháp khác nhau lại cho ra kết quả không nhất quán. Dữ liệu từ khoảng trống này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của sự giãn nở và thậm chí đặt lại câu hỏi cơ bản về cách chúng ta xây dựng các mô hình vũ trụ học. KBC Void không chỉ là một kỳ quan vũ trụ mà còn là một câu đố thách thức tri thức của nhân loại. Liệu nó sẽ dẫn chúng ta đến những khám phá đột phá hay tiếp tục đặt ra những câu hỏi mới? Thời gian và những công cụ khoa học tương lai sẽ là câu trả lời. Việc sống gần trung tâm một khoảng không vũ trụ khổng lồ như KBC Void có thể mang đến lời giải cho một trong những vấn đề đau đầu nhất của vũ trụ học. Căng thẳng Hubble. Đây là cụm từ chỉ sự bất đồng khó hiểu trong việc đo lường tốc độ giãn nở của vũ trụ. Hãy tưởng tượng tốc độ giãn nở của vũ trụ giống như một chiếc đồng hồ tính toán sự thay đổi khoảng cách giữa các thiên hà theo thời gian. Trong đó,
Hạng số Hubble chính là con số thể hiện nhịp độ của sự giãn nở này. Tuy nhiên, các phương pháp đo lường khác nhau lại cho ra các giá trị không đồng nhất, dẫn đến hiện tượng gọi là căng thẳng Hubble. Các nhà khoa học sử dụng hai phương pháp chính để xác định hạng số Hubble. Cách thứ nhất gọi là phương pháp trực tiếp Direct Method, dựa trên việc đổ khoảng cách đến các thiên hà gần bằng sao Biển Quang và siêu Tân Tinh. Bằng cách quan sát cách các thiên hà này di chuyển xa dần, họ tính toán được tốc độ giãn nở cục bộ. Cách thứ hai, phương pháp gián tiếp Indirect Method, nhìn về quá khứ xa xăm thông qua bức xạ nền vị sóng vũ trụ CMB, ánh sáng cổ đại từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Từ dữ liệu này, các nhà khoa học dùng mô hình vũ trụ học để suy ra hạng số Hubble hiện tại. Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây, hai giá trị đồ được không khớp nhau. Phương pháp trực tiếp đưa ra con số khoảng 73 km/giây trên megaparsec, trong khi phương pháp gián tiếp chỉ ra một con số thấp hơn, khoảng 67 km/giây trên megaparsec. Sự khác biệt này, dù nghe có vẻ nhỏ, lại mang ý nghĩa thống kê rất lớn và gây khó khăn trong việc xác định chính xác tuổi của vũ trụ. Một hạng số Hubble cao ám chỉ một vũ trụ trẻ hơn, khoảng 12,5 tỷ năm tuổi, trong khi một con số thấp hơn lại đồng nghĩa với một vũ trụ già hơn, gần 13,8 tỷ năm tuổi. Sự chênh lệch tới 10% này khiến giới khoa học đặt câu hỏi liệu có điều gì đó đang bị hiểu sai hoặc thậm chí chưa được khám phá trong vật lý vũ trụ. Một cách giải thích đầy tiềm năng đến từ chính vị trí của chúng ta. KBC Void là một khoảng không vũ trụ với mật độ vật chất thấp hơn đáng kể so với các vùng xung quanh. Lực hấp dẫn yếu hơn bên trong khoảng không này khiến các vật thể trong khu vực có vẻ như đang giãn nở nhanh hơn so với thực tế, do bị kéo bởi lực hấp dẫn mạnh hơn từ những vùng đặc hơn bên ngoài. Hiện tượng này tạo ra một ảo giác về tốc độ giãn nở địa phương lớn hơn, góp phần vào sự khác biệt trong hạng số Hubble. Các nghiên cứu sâu hơn về mật độ vật chất trong KBC Void cho thấy, trong phạm vi khoảng 300 megaparsec, mật độ tại đây thấp hơn 20% so với mật độ trung bình của vũ trụ ở quy mô lớn. Điều này hoàn toàn phù hợp với các quan sát trước đây, chỉ ra rằng tốc độ giãn nở đổ được tại địa phương lớn hơn khoảng 11% so với thực tế. Nói cách khác, các hiệu ứng từ vùng xung quanh dày đặc hơn đã tạo nên một ảo giác vũ trụ về sự giãn nở nhanh hơn, có thể giúp làm sáng tỏ bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ mang tên căng thẳng Hubble. Sự tồn tại của khoảng trống KBC là một thách thức lớn đối với mô hình Lambda Cold Dark Matter, LCDM, vốn là mô hình vũ trụ học phổ biến và được công nhận nhất hiện nay. Theo mô hình này, vũ trụ được mô tả dựa trên sự phân bố đồng đều của vật chất ở quy mô lớn và các biến động nhỏ về mật độ trong giai đoạn đầu của vũ trụ. Tuy nhiên, LCDM không dự đoán được sự hình thành của những khoảng trống khổng lồ như KBC. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã thử điều chỉnh mô phỏng bằng cách thay đổi các tham số, như gia tăng hiệu quả hình thành cấu trúc vũ trụ và biến động mật độ ban đầu. Kết quả là, các khoảng trống tương tự KBC có thể xuất hiện trong các mô phỏng. Nhưng điều này lại khiến các mô phỏng không còn tuân theo các nguyên tắc cơ bản của mô hình LCDM. Do đó, một số nhà nghiên cứu đã chuyển sang một lý thuyết khác gọi là động lực học Newton sửa đổi, MOND. Lý thuyết này đưa ra các cách giải thích khác về lực hấp dẫn và sự phân bố vật chất trong vũ trụ, giúp giải thích sự tồn tại của các khoảng trống như KBC mà không cần thay đổi mô hình LCDM quá nhiều. Được đề xuất ban đầu để giải thích các đường cong quay kỳ lạ của các thiên hà mà không cần đến vật chất tới, MOND cho rằng thay vì bổ sung vật chất vô hình, ta cần sửa đổi định lý hấp dẫn của Newton ở gia tộc thấp. Hai điểm khác biệt lớn giữa MOND và LCDM là: thứ nhất, MOND thay thế vật chất tới bằng cách thay đổi cách thức trọng lực hoạt động ở gia tộc thấp. Thứ hai, MOND dự đoán sự phát triển nhanh hơn của các thiên hà và cụm thiên hà so với mô hình LCDM. Quá trình hình thành cấu trúc này tăng cường khả năng xuất hiện các khoảng trống trong vũ trụ theo lý thuyết MOND. Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa hai lý thuyết này vẫn chưa được giải quyết. Một số quan sát vũ trụ học ủng hộ MOND, trong khi những quan sát khác lại phù hợp với mô hình LCDM. Do đó, chưa có kết luận rõ ràng về lý thuyết nào là chính xác và bí ẩn về bản chất thực sự của vũ trụ vẫn còn tiếp diễn. Phát hiện về khoảng trống KBC chỉ ra rằng một số nguyên lý cơ bản trong vũ trụ học có thể cần phải được xem xét lại hoặc thậm chí loại bỏ khi có các bằng chứng mới. Nếu vũ trụ thực sự có những biến đổi mật độ cục bộ đáng kể như vậy, điều này có thể đòi hỏi chúng ta phải đánh giá lại những giả định và mô hình vũ trụ học cơ bản, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến năng lượng tối và sự hình thành các cấu trúc vũ trụ. Sống trong khoảng trống KBC cung cấp một góc nhìn thú vị về nghịch lý Fermi, một câu hỏi nổi bật trong vũ trụ học. Tại sao, mặc dù vũ trụ rộng lớn và khả năng tồn tại các nền văn minh ngoài trái đất rất cao, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về sự hiện diện của chúng? Ba lý do chính có thể giải thích cho điều này. Đầu tiên là sự cô lập.
KBC Void là một khu vực rộng lớn và thưa thớt trong vũ trụ, nơi có ít thiên hà và do đó ít ngôi sao hơn so với các khu vực dày đặc hơn. Sự cô lập này có thể ngụ ý rằng các nền văn minh thông minh sẽ ít có khả năng phát hiện ra nhau trong những khoảng không như vậy. Nếu sự sống phát triển mạnh mẽ hơn ở các vùng đông đúc, thì vị trí của chúng ta trong KBC Void có thể khiến chúng ta xa cách với những nền văn minh khác, làm giảm khả năng tiếp xúc hoặc phát hiện dấu hiệu tồn tại của chúng. Thứ hai là khoảng cách và quy mô vũ trụ. Khoảng cách khổng lồ giữa các thiên hà trong một khoảng trống như KBC có thể gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng trong giao tiếp và di chuyển. Dù các nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại ở những vùng gần đó, nhưng quy mô vũ trụ quá lớn có thể khiến tín hiệu của chúng không thể đến được chúng ta trong một khoảng thời gian hợp lý. Điều này ủng hộ quan điểm rằng, mặc dù sự sống thông minh có thể rất phổ biến, nhưng khoảng cách quá lớn giữa các nền văn minh khiến cho các cuộc gặp gỡ trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng là sự tránh né. Các nền văn minh có thể chọn không tiếp xúc với những nền văn minh kém phát triển hơn, hoặc có thể đơn giản là không biết đến sự tồn tại của chúng ta, do vị trí của chúng ta trong một khu vực vũ trụ thưa thớt như KBC Void. Các nền văn minh thông minh có xu hướng phát triển mạnh mẽ ở những vùng đông đúc của vũ trụ, nơi có nguồn tài nguyên phong phú và sự tương tác đa dạng. Chính vì vậy, họ có thể bỏ qua hoặc không ưu tiên khám phá những khu vực ít dân cư như nơi chúng ta đang sinh sống, làm giảm khả năng tiếp xúc giữa chúng ta và họ. Quan điểm này cung cấp một lời giải thích hợp lý cho nghịch lý Fermi, nhấn mạnh rằng mặc dù sự sống thông minh có thể tồn tại, nhưng vị trí của chúng ta trong một khoảng trống rộng lớn và vắng vẻ của vũ trụ có thể khiến chúng ta mất liên lạc với các nền văn minh khác. Thêm vào đó, khoảng trống KBC cũng gợi mở một số cân nhắc về mặt nhân học. Nguyên lý nhân học cho rằng vũ trụ tồn tại như hiện nay là bởi vì chúng ta, những người quan sát, tồn tại để nhận thức và hiểu biết về nó. Tôi đã làm một video chi tiết về sự tồn tại của nhân quả này. Các bạn có thể ấn vào link bên dưới phần mô tả hoặc gợi ý ở cuối video để tìm hiểu chi tiết. Trong bối cảnh của khoảng không vũ trụ KBC Void, có ý kiến cho rằng sự tồn tại của chúng ta trong một vùng không gian có mật độ vật chất thấp không phải là ngẫu nhiên. Thay vào đó, chính đặc điểm này có thể là điều kiện cần thiết để sự sống phát triển. Nếu vũ trụ có mật độ đồng đều hoặc không có những khoảng trống lớn, các điều kiện cần thiết để sự sống hình thành có thể đã không xuất hiện. Điều này có nghĩa là kích thước khổng lồ và tính chất gần như trống rỗng của KBC Void có thể không phải là điều kỳ lạ mà là một phần tự nhiên trong cấu trúc của vũ trụ, giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho những người quan sát như chúng ta tồn tại. Ý tưởng này gắn liền với nguyên lý nhân học, cho rằng chúng ta chỉ có thể quan sát vũ trụ trong những điều kiện cho phép sự sống như của chúng ta tồn tại. Tuy nhiên, nguyên lý này vẫn gây tranh cãi trong giới khoa học. Một số người coi nó như một quan điểm triết học hơn là một lý thuyết khoa học thực sự. Khám phá vũ trụ là thách thức không ngừng của khoa học, phá vỡ những giới hạn trong hiểu biết hiện tại và mở ra những chân trời mới. Mỗi phát hiện như KBC Void không chỉ là một cánh cửa đến với những câu hỏi lớn hơn, mà còn là cơ hội để chúng ta định nghĩa lại cách mình nhìn nhận vũ trụ. Hành trình này không chỉ là về việc hiểu vũ trụ vận hành thế nào, mà còn là hành trình tìm hiểu chính chúng ta, vị trí của loài người trong bức tranh rộng lớn vũ trụ và ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại giữa không gian bao la này. Theo bạn, chúng ta có cô độc trong vũ trụ này. Tại sao chúng ta không thể nhận hay liên hệ với bất kỳ nền văn minh nào khác ngoài không gian? Hãy để lại câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Kitten Explorer để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những bí ẩn vĩ đại của vũ trụ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video khám phá tiếp theo.